các bạn, lại là mình đây, mình là Phương Lâm. Và hôm trước thì mình đã giới thiệu với các bạn mẫu loa mà hãng JBL nổi tiếng đã cho ra mắt gần đây. Đó chính là JBL Thunder FM, dòng loa với bước tiến sáng tạo đã tích hợp radio cùng thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Nhưng mình thì không đánh giá cao chất âm của em nó cho lắm. Với các tín đồ âm thanh, đặc biệt là yêu thích thể loại EDM thì cần phải sở hữu một con loa xứng tầm hơn. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sự lựa chọn tuyệt vời hơn rất nhiều, cũng đến từ thương hiệu JBL nổi tiếng. Đó chính là JBL Stream 2. Em loa này thì được ra mắt trước cả JBL Thunder FM và ngay tại thời điểm ra mắt nó đã được đánh giá rất cao. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng mình trải nghiệm em loa này ngay nhé. Về thiết kế thì như các bạn có thể thấy ở đây, mình đang cầm trên tay em nó khá là nặng, khoảng 2,4kg. Và như thế này thì sẽ nặng hơn rất nhiều so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sony XB40, khoảng 1,5kg. Nhưng bù lại thì JBL Xtream 2 được trang bị thêm một dây đeo có thể xách đi bất cứ đâu. Hơn thế nữa, dây đeo của hãng cũng thiết kế riêng có một ngàm để mở bia, tăng thêm sự tiện lợi hữu ích tại nhà cho những buổi party. Về mặt thẩm mỹ thì Xtream 2 đã kế thừa những thiết kế tạo nên thành công cho phiên bản đầu bằng việc bổ sung các móc chân đế và đế kim loại tạo nên sự chắc chắn và bền bỉ hơn rất nhiều. Móc treo được thiết kế tinh tế hơn và các cổng kết nối giờ đây cũng dễ sử dụng hơn nhờ sử dụng nắp đậy cao su thay vì khóa kéo. Cùng với đó là lớp vải bọc bên ngoài rất chắc chắn, đủ để chống lại tổn thương trong quá trình sử dụng. Vẫn là một nét quen thuộc với hai bên loa là cụm loa siêu trầm công suất lớn. Trên mỗi mặt loa chúng ta thấy những biểu tượng dập nổi tạo điểm nhấn cho chiếc loa. Tính năng chống nước và bụi bẩn cũng được nâng cấp từ chuẩn IPX5 lên IPX7. Chiếc loa của bạn sẽ hoạt động mạnh mẽ mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động nào của lượng nước, cho dù là mang cả số nước để phát nhạc. Quả là thần kỳ đúng không? Chính vì vậy, nếu bạn là một con người đam mê du lịch, đặc biệt là đi phượt, thì JBL Xtream 2 chính là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi chuyến đi thú vị của bạn. Về điều khiển thì JBL Xtream 2 có nhiều nút điều khiển đa chức năng trên bo mạch nằm ở phía trên cùng giống như hầu hết các loa khác. Từ trái qua phải sẽ có nút kết nối Bluetooth, nút giảm âm lượng, nút nguồn, nút JBL Connect để kết nối với nhiều loa, tăng âm lượng, phát hoặc tạm dừng. Nút này thì cũng có thể sử dụng để bỏ qua các bài hát chuyển tiếp, nhấn đúp để trả lời cuộc gọi đến bằng tính năng loa ngoài cùng với micro khử tiếng ồn và tiếng vọng. Ngoài các nâng cấp về ngoại hình, tăng thêm sự bền bỉ thì âm thanh là một điều không thể thiếu cũng được nâng cấp. Dựa trên việc khối lượng và độ lớn của JBL Streamer 2 đã tăng lên so với phiên bản đầu thì chất lượng âm thanh hẳn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cụ thể là hãng đã nâng cấp tổng công suất từ 40W lên đến 50W, một nâng cấp đáng giá với chiếc loa di động kích thước nhỏ nhưng lại có công suất khá là cao. Với việc nâng cấp của loa chính, bổ sung thêm loa thụ động 3D và trình điều khiển âm thanh hoàn toàn mới, JBL Streamer 2 cho chất lượng âm bass sâu, mạnh mẽ và cực kỳ nổi bật. Không những vậy, các âm mid và treble thì cũng được chú ý điều chỉnh nên sẽ không bị lấn át như trước, tạo nên giải âm khá mượt cùng với phần giải cao nổi bật hơn cho chất lượng âm sáng, trong và có độ giòn của điện tử. JBL Streamer 2 phù hợp với hầu hết tất cả các loại nhạc và đặc biệt là những bài nhạc sống động, có tiết tấu nhanh và dồn dập, thỏa mãn những ai yêu thích dòng nhạc pop, rock và dance. Về kết nối thì cũng giống như những người anh em của mình, JBL Streamer 2 được trang bị hai phương thức kết nối, đó là không dây và có dây, giúp cho chiếc loa có thể sử dụng một cách linh hoạt, tùy vào mục đích của người sử dụng. Điều đáng chú ý là JBL cho phép bạn kết nối với rất nhiều chiếc loa JBL Streamer 2 với nhau, tối đa 100 bằng công nghệ Connect Plus, cho phép hai điện thoại cùng kết nối một loa. Mọi người sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ những bài nhạc mà mình yêu thích hơn. Mặc dù là nâng cao trải nghiệm âm thanh, nhưng mà JBL Streamer 2 vẫn giữ được phong độ về thời lượng sử dụng pin. Nó có thể chơi nhạc liên tục lên đến 15 giờ ở mức âm lượng 50% với chỉ 3,5 tiếng sạc đầy. Không những thoải mái tận hưởng âm nhạc trong những chuyến đi xa, mà bạn có thể sử dụng loa như là một bộ sạc dự phòng để sạc cho các thiết bị di động, chẳng may chúng ta đứt xích giữa đường. Nhìn chung, JBL đã định hướng Streamer 2 là một chiếc loa đa năng, di động cũng được mà sử dụng ở nhà cũng rất ok. Nếu các bạn đang xem xét mua một con loa dành cho những bữa tiệc, cho những chuyến dã ngoại với công suất lớn thì thật khó để bỏ qua JBL Streamer 2. Hiệu suất âm thanh cùng với thời lượng pin ấn tượng mà sản phẩm này mang lại xứng đáng là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong danh sách loa di động mà bạn đang tìm kiếm. Với mức giá hơn 6 triệu đồng mà mang lại nhiều tính năng như vậy,
Các bạn hãy đến ngay các showroom của An Tiến để tự mình trải nghiệm và đánh giá em nó, xem là mình có nói sai điều gì không nhé. Và hãy cứ đóng góp ý kiến thoải mái dưới phần comment của tụi mình. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.